Bỗng nhiên một ngày bị thông báo truy thu số tiền nước lên đến hơn 80 triệu đồng. Chắc chắn ai rơi vào trường hợp đó sẽ không khỏi bất ngờ. Thế nhưng mà sự việc hy hữu đó lại đang xảy ra với một gia đình tại Hà Nội. Truyền hình Quốc hội đã có ghi nhận về câu chuyện này. Đã 2 tháng nay, khu phòng trọ của ông Nguyễn Minh Thắng tại xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã bị công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội ngừng cung cấp nước sạch. Nguyên nhân là do bộ phận thanh tra cấp nước kiểm tra đột xuất, phát hiện đồng hồ nước khu nhà cho thuê trọ xuất hiện một lỗ thủng và một que tăm cắm vào công tơ. Công ty nước sạch Tây Hà Nội sau đó đã lập biên bản kiểm tra hệ thống nước về việc đồng hồ bị can thiệp vào mặt hiển thị và truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước với gia đình nhà ông Thắng. Thì gia đình cũng lên công ty nước sạch Tây Hà Nội để giải quyết. Thì anh trưởng phòng, anh nhất định là như kiểu là nhà tôi làm ấy. Đấy, anh truy thu ngay bảo cô kế toán nhân từ 2018 đến 2023 là 51 tháng. Anh nhân với 25.000 một khối bằng số tiền là 80 triệu. Cái lỗ thủng này không biết từ đâu ra, lên nhà gia đình chúng tôi không bao giờ ký vào cái biên bản ấy. Ông Thắng cũng cho biết thêm, giữa gia đình và công ty chỉ có giấy tờ thỏa thuận lắp đặt đường nước, còn không có quy định nào xác nhận việc bảo quản đồng hồ nước là trách nhiệm của gia đình. Từ trước đến nay là 51 tháng, gia đình không biết là gia đình phải tự bảo vệ cái đồng hồ ấy. Mới đây sự việc xảy ra thì lên công ty thì mới biết là anh trưởng phòng anh mới bảo là cái đồng hồ ấy chúng tôi cấp cho dân là dân phải tự quản lý, nhưng mà đồng hồ lắp đặt ở ngoài đường, đêm hôm người ta có thể người ta làm cái chuyện gia đình không biết, mà phía công ty nước cũng không biết, nên là bây giờ không biết là ai làm. Chiếc đồng hồ nước lắp đặt ở ngoài mặt đường rất dễ bị tác động vào, chính vì vậy mà việc xác định được những sai phạm ai tác động vào những chiếc đồng hồ nước như này để khiến cho các chỉ số có cái sự sai lệch là rất khó có thể xác minh được. Hầu hết những cái chiếc đồng hồ đều được lắp đặt và bảo quản rất sơ sài. Để làm rõ sự việc của gia đình ông Thắng, chúng tôi đã liên hệ với công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội để làm rõ một số khúc mắc như việc kiểm tra đồng hồ nước thực hiện hàng tháng sao không phát hiện ra sự việc sớm. Trách nhiệm của đơn vị cấp nước trong việc bảo vệ đồng hồ ở ngoài khu vực quản lý của khách hàng. Tuy nhiên nhận được câu trả lời là lãnh đạo bận và chỉ có thể cung cấp thông tin từ thông cáo báo chí. Trong khi chờ đợi, gia đình nhà ông Thắng vẫn chưa biết đến bao giờ được cấp nước trở lại.